Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được cô Tịnh Quang giảng lược sử Phật giáo Hoa Kỳ và thầy Nguyên Tâm giảng kinh Di giáo. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học lược sử Phật giáo Hoa Kỳ, cô Tịnh Quang đã giảng chương 2 phần tóm lược lịch sử Phật giáo Mỹ Quốc. Những người Trung Hoa đến Hoa Kỳ kinh doanh đã dành nhiều tâm lực thúc đẩy sinh hoạt Phật giáo. Điển hình là ông Sen đã cúng dường bất động sản để lập chùa dành cho cộng đồng người Trung Hoa cũng như nhiều nhóm và cá nhân khác nhau đến sinh hoạt Phật giáo. Năm 1980, ông đứng ra thành lập Hội Phật giáo của Hoa Kỳ tại New York. Ông còn thành lập Viện Cao học Nghiên cứu các Tôn giáo Thế giới, có thư viện với nhiều kinh sách của nhiều học giả, tác giả, làm nơi nghiên cứu Phật học ở Bắc Mỹ. Nhiều trung tâm thiền, viện nghiên cứu, thiền thất được thành lập bởi các pháp sư đến từ Đài Loan, góp phần làm cho Phật giáo được chấn hưng với nhiều dòng truyền thừa, các thiền phái khác nhau với vai trò đặc biệt của pháp sư Thánh Nghiêm. Còn pháp sư Tinh Vân là người chủ xướng xây dựng chùa Tây Lai, là nơi thu hút sinh hoạt Phật Pháp, là trung tâm văn hóa cho người Mỹ gốc Hoa, người châu Âu gốc Hoa và các cộng đồng ngoại quốc khác. Chùa cũng là địa điểm của trường Đại học Phật giáo, là trụ sở chính của Phật Quang Quốc tế. Chùa thúc đẩy việc thu hẹp khoảng cách giữa các truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cang Thừa. Đây chính là yếu tố giúp chùa có sự tồn tại lâu dài và hiệu quả tại Hoa Kỳ. Phật giáo của người Hoa Kỳ gốc Đại Hàn chủ yếu là thiền do các thiền sư Đại Hoàn đến Hoa Kỳ để hoằng pháp, giúp cho đông đảo người Đại Hàn có điều kiện tu học Phật Pháp, đặc biệt nhất là việc thành lập trường thiền Quán Âm với chương trình thiền tập nghiêm ngặt. Phật giáo Gon là một trường phái thiền khác của Phật giáo Đại Hàn, dùng phương pháp thiền dành cho cả tăng sĩ và Phật tử nhằm cố gắng thấy được bản chất Phật ở tất cả các pháp và các hoạt động từ thiện. Riêng Phật giáo của người Việt Nam tại Hoa Kỳ, sách đề cập đến Hòa Thượng Thích Thiên Ân là giáo sư thỉnh giảng của trường Đại học UCLA. Ngài theo truyền thống thiền lâm tế, Hòa Thượng đã đứng ra thành lập Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế và Đại học Nghiên cứu Đông Phương. Đây là hai cơ sở hoạt động kết hợp của học giả Mật Tông, tăng sĩ Nguyên Thủy, Tây Tạng và Đại Hàn. Ngài chủ trương duy trì Phật giáo theo truyền thống chính thống. Sau khi Ngài viên tịch, các công việc không có sự kế thừa cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh là một trong các vị sáng lập Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn, sống lưu vong từ năm 1966 và hình thành Phật giáo Dấn Thân, là động lực cho nhiều tổ chức, phong trào Phật giáo trên thế giới. Vào giờ học Kinh Di Giáo, Thầy Nguyên Tâm giảng về tu hạnh chánh niệm tỉnh giác. Theo Kinh Văn, Phật dạy rằng, cầu thiện tri thức, cầu thiện hộ trì và cầu thiện hỗ trợ đều không bằng không quên chánh niệm. Thầy giảng, cầu thiện tri thức là mong cầu về tri thức, tương đương với giáo thọ thiện tri thức, tức là người giúp hiểu biết về giáo pháp. Cầu thiện hộ trì là mong cầu người khác cùng tu, cùng chia sẻ kinh nghiệm và nâng đỡ nhau trong tu tập, tương đương với đồng hành thiện tri thức. Cầu thiện hỗ trợ là mong cầu người khác hỗ trợ, giúp có sự tập trung cho việc tu tập, tạo các điều kiện thuận lợi về mặt vật chất, những tiện nghi của đời sống, tương đương với ngoại hộ thiện tri thức. Mọi trợ duyên đều cần thiết, nhưng quan trọng nhất vẫn là nơi nương tựa vào khả năng chánh niệm của chính mình. Chánh niệm tỉnh giác là một năng lượng rất mạnh, có thể đột phá những khổ đau phiền não hiện có trong tâm ta. Trong giây phút cận tử, có những lôi kéo làm chúng ta khó có được chánh niệm. Trong tâm ta lúc ấy là cả một cuốn phim của cuộc đời, làm niệm móng khởi, chiêu cảm tâm thức, vọng theo mà tái sinh. Thầy khuyên dạy
huân tập niệm Phật thành thói quen để Phật luôn ngự trong tâm. Vì thường niệm Phật, tâm nhớ Phật sẽ giảm thiểu đi sự hốt hoảng. Đó là sự chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là cơ sở cho chánh định và cho các chi phần khác của bát chánh đạo, mới làm ngưng lại các bất thiện pháp. Có chánh niệm tỉnh giác là có nội lực vững mạnh thì không bị giặc ngũ dục tác hại. Do đó, công đức chánh niệm là khả năng chính làm cho định lực và tuệ giác phát huy. Thầy giải thích, khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu cảnh trần, chạm đến tự ngã sẽ làm phiền não dấy khởi, hành hạ, làm thân xác đau khổ. Khi quán các pháp đều do duyên sinh thì không còn bị các cảnh trần chi phối. Người học pháp phải thực hành pháp, phải công phu thì mới tạo công đức. Còn nếu mất chánh niệm là đánh mất hết công đức. Quán là để đối trị lại phiền não do chúng sanh vốn động cộng với áp lực đến từ bên ngoài. Năng lượng tu tập giúp chúng ta bình tâm lại, phải ngồi thiền để quán chiếu, nhìn lại tâm mình hàng ngày để có chánh niệm. Cuộc sống có chánh niệm sẽ hóa giải được những hố sâu ngăn cách. Tu mà không hóa giải được những phiền não, khổ đau của cuộc sống là mang tội với Phật Pháp. Khi năng lực chánh niệm được khai sáng thì các tạp niệm, tà niệm không còn hiện hữu và làm cho những năng lực có sẵn trong tự thân phát huy, làm cơ sở cho định và tuệ. Cho nên, trong tu tập phải có thái độ dứt khoát, chắc chắn, rõ ràng, chỉ nương tựa vào chánh pháp, không nương tựa một pháp nào khác. Nương tựa với chánh pháp nghĩa là thực hành quán niệm tứ niệm xứ, là nội dung của chánh niệm tỉnh giác, là con đường duy nhất để đạt mục tiêu thực hiện thanh tịnh, vượt thắng mọi phiền não, tiêu diệt khổ ưu, đạt tới chánh đạo và chứng nhập niết bàn. Cuộc đời là một mớ những ràng buộc khổ đau, oan gia trái chủ, nên ai ai cũng có phiền não, trôi lăn trong đó không chút nào thanh tịnh, quay cuồng mãi mà không chịu dừng lại. Người có chánh niệm là nhận biết để tu tập, để lo cho chính mình, không bị những ô nhiễm phiền não xâm nhập tâm trí, cuộc sống không còn bị sợ hãi, biến những khổ đau là hạnh phúc, sanh tử là niết bàn. Như lời Phật dạy. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022, từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được cô Tịnh Quang giảng lược sử Phật giáo Hoa Kỳ và thầy Nguyên Tâm giảng kinh Di giáo. Kính mong quý vị đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng của quý giáo thọ để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà các giáo thọ đã dành cho học viên chúng ta. Rất mong quý học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới, cũng như các thông báo cần thiết khác. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng này, cũng như các chương trình Hoằng Pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.